Trăng rằm vùng cao. Năm 2017, 2018, 2019. Trung thu cho em năm 2021. Trung thu trên những cung đường tuần tra năm 2022. Là chuỗi các chương trình thiện nguyện vào mỗi dịp rằm tháng 8 do Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo và những nơi khó khăn như tâm dịch Covid-19. Và năm 2023, Trăng thu biên cương sẽ vẽ tiếp những nụ cười hạnh phúc, những cái ôm ấm áp và những ánh mắt tràn đầy hy vọng. Trăng thu biên cương năm 2023 có sự dẫn dắt của cô bộ đội thông minh, em bé mọt sách, cuội siêu ngầu cùng hơn 3.000 em nhỏ ở Mồ Xì San, Phong Thổ, Lai Châu, đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Điểm dân cư chốt liền kề biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước và nhiều địa điểm khác trên cả nước. Trăng thu biên cương phát sóng 20:45 ngày 29 tháng 9 năm 2023 trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Mời quý khán giả, các đồng chí và các em nhỏ đón xem. Trăng thu san nơi biên cương, trăng thu san.